Xin chào mọi người đến với kênh Danny Phùng SLC Hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2024 Và bây giờ là bản tin của nước Mỹ Mở đầu là bản tin về ông Trump đã thua Trong nỗ lực trì hoãn phán quyết Về vụ án phỉ bán bà Jean Carroll Trị giá 82,3 triệu đô la Một thẩm phán ở New York hôm thứ Năm Đã bác bỏ tất cả mọi nỗ lực của ông Donald Trump nhằm trì hoãn các phán quyết phỉ bán dân sự trị giá 83,3 triệu đô la có lợi cho nhà văn Jean Carroll. Phán quyết này có nghĩa là ông Trump phải trả cho bà Carroll vào thứ hai hoặc đăng một trái phiếu hoặc tài sản làm tài sản thế chấp để chống lại phán quyết, trong khi kháng cáo phán quyết của bồi thẩm đoàn vào tháng 1 rằng với tư cách là tổng thống, ông đã phỉ bán bà sau khi bà cáo buộc ông tội hiếp dâm vào năm 2019. Phán quyết này chỉ là một trong ba phán quyết bồi thường thiệt hại dân sự đối với ông Trump. Người nợ tổng trưởng lý bang New York và Kero tổng cộng 540 triệu đô la trong khi đang trên đà trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Ông Trump đã yêu cầu thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án Liên bang Manhattan tạm dừng phán quyết vụ án Kero mới nhất cho đến khi ông đưa ra phán quyết về các động thái sau phiên tòa. Luật sư Alina Hapa của ông Trump trong đơn đệ trình hôm thứ Tư đã yêu cầu trì hoãn cho đến 3 ngày làm việc sau khi tòa án ra quyết định về đơn ở lại của ông. Nhưng ông Kaplan trong lệnh từ chối hôm thứ Năm đã viết rằng tình hình hiện tại của ông Trump là kết quả của những hành động chậm trễ của chính ông ấy. Ông Kaplan viết, ông ấy đã có thời gian từ ngày 26 tháng 1 để sắp xếp tài chính của mình với sự hiểu biết rằng ông ấy có thể còn phải đưa phán quyết này. Tuy nhiên, ông ấy đã đợi đến 25 ngày sau phán quyết của bồi thẩm đoàn để yêu cầu tạm dừng phán quyết. Ông thẩm phán cũng bác bỏ lập luận từ các luật sư của ông trăm rằng ông sẽ phải chịu tổn thương không thể khắc phục. Nếu buộc phải nộp tiền bảo lãnh cho toàn bộ phán quyết của ông, sẽ phải trả những khoản phí không thể thu hồi được. Ông thẩm phán viết tiếp chi phí cho các vụ kiện tụng đang diễn ra trong trường hợp không ở lại không cấu thành thiệt hại không thể khắc phục theo nghĩa liên quan của điều khoản đó. Trong một tuyên bố chỉ trích lệnh của ông Kaplan, người phát ngôn của ông Trump, Stephen Chung nói, đây là sự tiếp nối của một cuộc săn phù thủy hoàn toàn vô pháp luật. Ông Chung nói, Tổng thống Trump đã đưa ra kiến nghị kịp thời để giữ nguyên phán quyết, lố bịch và nhiều tòa án, bao gồm cả tòa án, phúc thẩm liên bang, nhận ra tầm quan trọng của việc tạm dừng hành chính trong khi các kiến nghị đó được xem xét. Chúng tôi mong tiếp tục các vụ kiện tổng án và hoàn thành việc chứng minh sự thật. Người phát ngôn của luật sư Carroll từ chối bình luận. Ông Trump trong một phiên tòa liên bang khác ở Manhattan năm ngoái bị phát hiện đã lạm dụng tình dục bà Kero trong một vụ tấn công vào giữa những năm 1990 và phỉ bán bà này trong những bình luận mà ông đưa ra vào năm 2022, gần 2 năm sau khi rời Nhà Trắng. Sau đó, ông ấy đã thế chấp 5,6 triệu đô la tiền mặt trong khi kháng cáo phán quyết của bồi thẩm đoàn yêu cầu ông ta phải trả cho bà Kero 5 triệu đô la trong vụ án đó. Cả phiên tòa năm ngoái và phiên tòa gần đây nhất đều liên quan đến tuyên bố của bà Kero rằng ông Trump đã cưỡng hiếp bà ấy trong phòng thay đồ tại cửa hàng bách hóa Goodman ở Manhattan sau một cuộc gặp gỡ tình cờ ở đó vào những năm 1990. Ông Trump phủ nhận việc cưỡng hiếp nhà văn và tuyên bố rằng bà ấy đã bịa ra cáo buộc để thúc đẩy doanh số bán cuốn sách bà ấy đang viết và gây tổn hại cho ông về mặt chính trị. Ông Trump vào tháng trước đã được thẩm phán tòa án tiểu bang ra lệnh phải trả bản án trị giá 454 triệu đô la trong vụ kiện gian lận kinh doanh do Bộ trưởng Tư pháp New York James đệ trình. Ông ta vẫn chưa bị buộc phải nộp số tiền đó hoặc đưa tài sản thế chấp để bảo đảm phán quyết trong vụ án lừa đảo. Nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi nếu tòa phúc thẩm từ chối giữ nguyên phán quyết trong khi đó tổng thống biden truyền cảm hứng cho các đảng viên đảng dân chủ đọ sức với các đảng viên đảng cộng hòa trong bài phát biểu thông điệp liên bang nảy lửa một tổng thống đầy tinh thần joe biden đã có bài phát biểu thông điệp liên bang đầy nhiệt huyết và mang tính đảng phái vào thứ năm phù hợp với một năm bầu cử với những lợi ích cực kỳ cao ở một quốc gia bị chia rẽ không phải kể từ Tổng thống Liên Kinh và nội chiến, tự do và dân chủ lại bị tấn công ở quê nhà như ngày nay. Tổng thống Biden nói ngay từ đầu bài phát biểu. Ông nói, điều khiến khoảnh khắc của chúng ta trở nên hiếm hoi là tự do và dân chủ đang bị tấn công, cả trong và ngoài nước, cùng một lúc. Ở nước ngoài, ý chỉ ông Tổng thống Vladimir Putin của Nga đang tiến quân xâm lược Ukraine và gieo rắc nỗi hỗn loạn khắp châu Âu và xa hơn thế nữa. Nếu bất kỳ ai trong phòng này nghĩ rằng ông Putin sẽ dừng lại ở Ukraine, tôi đảm bảo với bạn, ông ấy sẽ không làm như vậy." Tổng thống nói trong tiếng reo hò của các đảng viên Đảng dân chủ và một tràng pháo tay dành cho một số đảng viên Cộng hòa. Thông điệp của tôi gửi tới Tổng thống Putin rất đơn giản. Chúng tôi sẽ không bỏ đi. Chúng tôi sẽ không cúi đầu. Tôi sẽ không cúi đầu. Ông Biden nói như vậy. Tổng thống Biden cũng kỷ niệm việc Thụy Điển gia nhập NATO vào đầu ngày khi Thủ tướng Thụy Điển ngồi bên trái để nhắc phu nhân Jill Biden trong khu dành cho khách của bà. Về chính sách đối nội, ông Biden thậm chí còn đối đầu hơn với các vấn đề đối ngoại, liên tục chỉ trích các đảng viên đảng Cộng Hòa và đấu tranh trực tiếp trên TV với một số tiếng nói lớn nhất trong cuộc họp kín của đảng Cộng Hòa. Khi một nhóm gồm các thẩm phán bảo thủ của tòa án tối cao chỉ ngồi cách ông ta vài bước chân, ông Biden đã chỉ trích họ vì đã đảo ngược quyền sinh sản được quy định trong Roe v. Wade trong một quyết định lật ngược phán quyết của Roe v. Wade, đa số tòa án tối cao đã viết rằng phụ nữ không phải không có quyền hoặc bầu cử chính trị, ông Biden nói. Sau đó, ông ấy dừng lại và nói với họ, các bạn sắp nhận được bao nhiêu rồi. Sau đó, các đảng viên đảng Dân Chủ trong phòng đã đứng dậy vỗ tay và cổ vũ. Ông Biden cũng đối đầu với đảng Cộng Hòa về dự luật an ninh biên giới. Vào tháng 11, nhóm của tôi bắt đầu đàm phán nghiêm túc với một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng. Kết quả là một dự luật lưỡng đảng với những cải cách an ninh biên giới khó khăn nhất mà chúng tôi từng thấy ở đất nước này, ông Biden nói. Khi Đảng Cộng hòa la ó dự luật mà họ đã đồng ý tại thượng viện, sau đó chìm đắm trong hạ viện, Ông Biden quay sang bên trái, nơi các thành viên đảng Cộng Hòa đang ngồi. Ồ, bạn không nghĩ về sao? Bạn không thích hóa đơn đó phải không? Chết tiệt! Điều đó thật tuyệt vời! Ông ấy nói, bởi vì thỏa thuận lưỡng đảng đó sẽ th thuê thêm 1.500 nhân viên và sĩ quan biên giới, thêm 100 thẩm phán nhập cư để giúp giải quyết tình trạng tồn động 2 triệu trường hợp. Hết lần này đến lần khác, ông Biden gặp phải sự ngắt lời và la ó của Đảng Cộng hòa trong thời gian thực bằng những lời châm biếm và châm chọc dường như nhằm tước vũ khí của họ. Nhìn chung, bài phát biểu là một nỗ lực rõ ràng và hiệu quả để truyền đạt tới công chúng và đảng của ông rằng ông là một ứng cử viên sẵn sàng cho cuộc chiến vào tháng 11. Bản tin đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh và theo dõi và kính chúc quý vị một ngày mới an lành bên gia đình và người thân